chỗ đây hoặc là chạy tên tên được, đâu chạy nhanh đúng không? Chạy tên tên nắm nói chung cũng được, mà chạy lần đầu nó hơi khó chịu, cái máy nó hơi nặng thôi. Rồi, Sai Chi 2000 40 triệu nha anh em. Mẫu mới. Mẫu này như trước giờ chưa làm luôn đó. Để đỏ, phục trước phục sau zin, máy móc sạch sẽ. Cái này về về sáng mai á, sáng mai mà ai ấy á, lấy nếu mà keo nó bung á thì keo nó mới dán. Đúng rồi, quẹt hơi cho nó chết keo là hết. Mà sao sẽ nhớt được. Chạy thử không? Đi vô đây. À, mai vào đây ngày đi. Cái nó ông nghe tiếng khọc 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 cái bô e á, thường thường á. Bô e. Thường thường mấy xe này tôi hay đi bô e cũ, mà bô e cũ nó hết rồi, giờ tôi đi bô e mới. Ba cái đồ mới bây giờ nó không có nó khích á, nó khọc 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 khọc. Vậy đó. Cái không có ôm được đâu nha. Đồ zin nó cũng vậy nha. Đúng, mình vô đây mình à, bữa anh thấy anh chỉ gặn ga ở đây cho nó lớn là chỉ gặn rồi. Đúng rồi. Nó mà ga cái này được rồi, không cần lớn đâu. Dạ, được rồi. Nào nhỏ vậy đó. Còn bạn đây nó lớn thôi. Nói chung cái này là vặn cho nó hết cỡ vô để cho cái này nó có một độ như vậy nè. Cho mình vặn chặt căng quá là dính dính cho mình chết. Dính là khó chạy lắm. Dính cho nó thấp nhất, cho nằm vô trong này hết luôn. Giao xe chia 2000 nha anh em, cho anh em bên quận 7 đặt yêu cầu. Ủa, tôi biết ở đâu đó. Anh em đợi tí nha, mình tìm cái tôi biết ra rồi mình live stream tiếp nha. À, ok không? À, máy mới nhẹ không? Ok nhẹ nhưng mà nhẹ đi mà ra cho nó nhẹ xa
tăng cái này tăng chỉnh được nha. Cái này tăng chỉnh được nha. Để em lên anh chị. À, cái này lên lên đó, đúng rồi, lên xa luôn. Căng căng quá căng. Lên lên đi nha. Nó ở đây nè, ở đây có một cái tăng đưa. Cái con này rất là căng nha. Con muốn chỉnh dùng ở đây nè. Mai mai mốt tháo thay trùng làm luôn. Ở đây đây nè, ông mở mặt nạ ra hoặc là thôi. Để tôi chỉnh luôn cho.